Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như của người khác. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi tới các bạn và anh chị một lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, cũng như anh chị đã biết thì trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi chuyên đăng tải về các nội dung như tử vi về tướng số, tử vi về phong thủy và xem tướng số qua những đường chỉ tay và những nội dung về tâm linh. Và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung về phần 1 là xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo qua những đường chỉ tay. Và các bạn thân mến, để muốn biết được vận mệnh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe của mình ra sao thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết trong ngày hôm nay ở dưới đây nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về bí ẩn và vận thế con người qua đôi bàn tay. Trong các bộ phận cơ thể trên mỗi con người thì có lẽ đôi bàn tay nó là một thứ mà người ta cảm thấy rất quen thuộc, bất kể là làm việc gì. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về bí ẩn vận thế con người qua đôi bàn tay. Và trong các bộ phận trên cơ thể của mỗi người thì có lẽ đôi bàn tay là một thứ mà người ta cảm thấy rất quen thuộc nhất. Bất kể là làm việc gì cũng đều phải sử dụng đến nó. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thực sự hiểu hết được nó, bởi trong đó nó chứa vô vàn những bí mật về vận mệnh, sức khỏe, hôn nhân, sự nghiệp, tài lộc. Và dưới đây thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ sơ lược về cách xem tướng tay của cổ nhân để bạn đọc cùng tham khảo nhé. Thứ nhất là về đường trí tuệ dài và sâu thì đây là một người có đầu óc rất nhanh nhạy và nhạy cảm. Về đường trí tuệ hay còn gọi là đường trí đạo, vừa nông lại vừa rộng, không rõ nét thì có thể luận đoán được người đó về đường trí tuệ không nhạy bén và có khả năng tư duy không cao mà lại phản ứng thường, trì độn, nếu lại thêm gò thái âm thấp và lõm hoặc là bằng phẳng. Và da thịt trong lòng bàn tay lại thô cứng, không có tính đàn hồi thì khả năng người này tư duy rất kém và có một đầu óc rất u tối. Người có đường trí đạo vừa nông lại vừa hẹp, lại thêm gò thủy tinh rất phát triển, nó có thể nói là nổi gồ lên thì có thể luận đoán với người này rất thích nghề kinh doanh nhưng tính cách lại giả dối, không thành tâm và chân thật. Người này rất hay lừa đảo người khác. Còn đối với người mà có đường trí tuệ vừa nông lại vừa hẹp, đồng thời không có đường tình cảm, còn đường sinh mệnh thì hình sóng nước, thì đây có thể kết luận là người này rất dễ bị suy nhược về tâm lực và rất dễ bị bệnh ở nội tạng. Còn nếu người mà có đường sinh mệnh có tình trạng lúc đứt lúc liền và có dấu, đây là một người có dấu hiệu là có bệnh ở dạ dày. Nếu mà đường sinh mệnh có những đường nhỏ liền nhau thì người này rất dễ bệnh mãn tính ở dạ dày. Còn người có đường trí tuệ vừa nông lại vừa hẹp và có ngón tay cái nhỏ thì có thể là người này có bộ não phát triển không được toàn diện, trẻ chậm phát triển. Còn người mà có đường trí tuệ ngắn nhưng lại đường chỉ sâu rõ thì rất dễ người này có một tính ngông cuồng, phù phiếm, sức tập trung kém, không được lòng người khác. Còn người mà có đường trí tuệ ngắn lại có thêm gò mộc tinh và gò thái dương thấp lõm và bằng phẳng, không phát triển thì đây là người rất thiếu tinh thần về thực tế, không thích làm việc và ý chí rất bạc nhược, người này rất yếu kém. Nếu người có gò mộc tinh thấp mà bằng và gò nguyệt tinh lại đặc biệt phát triển thì chứng tỏ người này rất ảo tưởng về bản thân và người có tính tình lười nhác,
Người có đường trí tuệ ngắn mà lại có phương đình là khoảng cách giữa đường trí tuệ và đường tình cảm hẹp. Đồng thời, gò mộc tinh phát triển thì người này có bụng dạ rất hẹp hòi và ích kỷ, thường là tư lợi về mọi thứ chỉ để cho mình dùng, không bao giờ chia sẻ với ai. Còn người mà có đường trí tuệ dài, sâu thì có thể luận đoán được người này có một đầu óc rất nhanh nhạy, luôn tư duy mạch lạc, thông minh và người này rất đa tài, đa nghệ. Còn người có đường trí tuệ dài lại thẳng thì tùy ý, người này kiên trì khi đã quyết làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, cho ra đầu ra cuối. Nếu dài lại đi võng rủ xuống dưới thì chứng tỏ người này có ý chí quyết đoán, kiên quyết thì kém, làm việc dễ có đầu mà không có cuối. Còn người có đường trí tuệ nhỏ, thẳng lại dài, đồng thời bàn tay các ngón đều dài thì người này có tư tưởng của họ tương đối tỉ mỉ, làm việc thường để ý các tiểu tiết nhỏ. Còn đối với bất kỳ sự việc hoặc hiện tượng nào cũng đều thực tế, luôn người này luôn cầu toàn và mong muốn sự hoàn mỹ. Về mẫu người có đường trí tuệ sâu lại dài, đồng thời các gò trong lòng bàn tay đều phát triển. Nếu là gò kim tinh phát triển thì người có ý chí kiên định đối với người khác. Về trung hậu thì rất thật thà và người này nhẫn nhịn. Họ là những người bạn tốt mà ai cũng mong muốn, bởi họ sở hữu một tính cách rất tốt đẹp. Còn nếu mà người có một gò mộc tinh hoặc là gò hỏa tinh, thủy tinh cùng phát triển thì họ là một người có phẩm chất con người vô cùng cao quý. Họ luôn nhiệt tình và thành thật. Người này rất đáng tin cậy và họ luôn có một tinh thần thách thức, và người này rất thích mạo hiểm. Cho dù gặp khó khăn hay nguy hiểm đến mấy cũng rất bình tĩnh. Và họ thường là những người đa tài đa nghệ. Nếu chỉ có riêng gò mộc tinh và gò thủy tinh phát triển thì người này có tinh thần rất dễ tập trung, làm việc rất chuyên tâm, tự tin, nhìn vào và có cảm giác người này rất có quyền uy. Còn nếu mà gò thổ tinh và gò thái tinh phát triển, đồng thời ngón tay út có hùng hình búp măng thì người này có một tính cách thường là rất ôn hòa, nhẹ nhàng và rất dễ gần. Có khả năng ứng biến của họ vô cùng mạnh và có thiên bẩm về những nhà ngoại giao và thương nhân rất giỏi. Còn người mà có đường trí tuệ sâu dài, phương đình lại rộng rãi, đồng thời ngón tay trỏ có hình búp măng, lại có bốn ngón khác đều hình vuông thì họ là người rất giỏi về tư tưởng. Nếu mà đường trí tuệ đi xong rũ xuống, phương đình lại hẹp, đồng thời gò thủy tinh đặc biệt phát triển thì họ là người có trí lực rất phát triển, nhưng ngoặt một nỗi là tấm lòng lại quá hẹp hòi, thường là lợi dụng sự khôn lỏi của mình để lừa lọc người khác. Còn đối với người mà có đường trí tuệ phân tách hẳn với đường sinh mệnh ở điểm bắt đầu thì tức là độ chéo dài chiếm đến 4,5 ở phía cuối, vượt quá ngón tay út nó gióng xuống dưới, thì họ là một người có đầu óc rất bình tĩnh và sáng suốt, làm được việc biết nắm bắt thời cơ, làm gì cũng có trình tự rõ rệt. Nếu lại có thêm một ngón tay trỏ dài và không có kẽ hở giữa các ngón tay thì đây là một người rất có khả năng về lãnh đạo. Còn người mà có đường trí tuệ vượt quá dài bàn tay, đồng thời các góc tam giác nối giữa đường trí tuệ, đường sinh mệnh và đường sức khỏe ở dưới ngón tay út mà nó tạo thành nhỏ hẹp thì chứng tỏ đây là một kẻ tham lam vô độ, không biết thế nào cho đủ. Còn người có đường trí tuệ mà chạy ngang qua lòng bàn tay, đồng thời đường sức khỏe dưới ngón tay út lại thẳng dọc xuống thì người này có trí nhớ vô cùng tốt. Người có đường vận mệnh hay còn gọi là đường sự nghiệp ở cả tay trái và tay phải, và đường trí tuệ lại hơi chéo, ngón vô danh và ngón giữa thì dài, thì suốt đời họ chỉ thích cờ bạc và người này rất thích chơi mạo hiểm. Còn người mà có đường trí tuệ kéo dài đến sát lòng bàn tay và gò kim tinh, gò mộc tinh lại thấp lõm hoặc là bằng phẳng thì có thể kết luận đoán họ là người thiếu năng lực về thực tế. Người này rất ngạo mạn và tự đại. Còn người mà có đường trí tuệ đi đến giữa
thì rũ xuống. Đây chứng tỏ là thời thiếu niên họ có khuynh hướng đi theo con đường sự nghiệp về thực tế, nhưng cùng với thời gian họ đã thay đổi phương hướng trong cuộc sống. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.